Trong khuôn khổ sự kiện VMS 2022, Subaru Việt Nam trưng bày mẫu WRX 2022. Đây là thế hệ thứ hai của mẫu xe thể thao Nhật Bản, đi kèm nhiều cải tiến về khả năng vận hành và tiện nghi. Xe mang nhiều nét thiết kế tương đồng với mẫu SUV Subaru Forester ra mắt cách đây không lâu. Nổi bật nhất là cụm đèn pha và lưới tản nhiệt hiện đại hơn. Subaru VXR-X 2022 có thiết kế bệ vệ hơn, cụm đèn pha gọn gàng cùng đèn pha LED hình móng vuốt đẹp mắt, hốc hút gió trên nắp capo có kích thước lớn. Phần ốp chắn bùn trước của xe được làm bằng nhôm, giúp giảm 2kg ba trọng lượng của xe, trong khi đó ốp hốc bánh xe hầm hố và hơi vuông mang đến cho xe sự cứng cáp như xe crossover. Ở đuôi xe, Subaru VXR-X không được trang bị cánh gió lớn, mà tận dụng cánh gió nhỏ tích hợp ở nắp capo cụm đèn hậu được thiết kế nhằm mô phỏng lại màu sắc của magma núi lửa. bộ mâm thể thao đa chấu kích thước 18 in là trang bị tiêu chuẩn theo xe. chiếc xe xuất hiện tại VMS 2022 sở hữu bộ mâm được sơn đen. so với thế hệ trước, Subaru WRX 2022 đậm chất thể thao hơn với phần mui được vuốt dần đều về phía cốp sau của xe, đồng thời có cấu trúc trọng tâm thấp hơn. vốn chỉ là phiên bản tiêu chuẩn, Subaru WRX vẫn chưa được trang bị cánh gió sau kích thước lớn như trên bản hiệu suất cao WXT, thay vào đó chỉ là cánh gió liền thân cỡ nhỏ. Subaru WX 2022 sở hữu nhiều trang bị tương tự, như người anh em Outback, với trang bị màn hình giải trí dạng cảm ứng Starlink kích thước 11.6 in được, bố trí dọc. Màn hình thế hệ mới này hỗ trợ các kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth. Trong khi đó bảng điều khiển của xe vẫn sử dụng các núm điều khiển vật lý, cho âm lượng loa hay hệ thống điều hòa. Subaru VKZ-XGT trang bị sẵn ghế thể thao Recaro chỉnh điện 8 hướng và được bọc da lộn siêu mịn, đi kèm là đường chỉ thêu màu đỏ tương phản. Ngoài ra, hệ thống an toàn iSight cũng là trang bị tiêu chuẩn của xe. Subaru WZX 2022 được trang bị động cơ tăng áp 2.4 lít công suất 275 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm tăng thêm 3 mã lực so với thế hệ trước động cơ mới kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số điện tử Subaru Performance Transmission, truyền sức mạnh thông qua hệ thống AVKD. Hộp số CVT có chế độ số tay 8 cấp có thể truy cập thông qua lẫy chuyển số gắn trên vô lăng. Khách hàng có thể lựa chọn giữa hộp số vô cấp CVT hoặc hộp số sàn 6 cấp. Đi kèm là hệ thống dẫn động 4 bánh Subaru Symmetrical, kết hợp tính năng Active Talk VCT o Ring. Ngoài ra, hệ thống treo thích ứng là trang bị tiêu chuẩn người lái có thể điều chỉnh ở 3 mức độ là Comfort, Normal và Sport. Mức giá của Subaru WZX 2022 tại Việt Nam khởi điểm từ 1 tỷ 999 triệu cho bản MT, phiên bản CVT là 2 tỷ lẻ 49 triệu. WZX Wagon GTS có giá 2 tỷ lẻ 29 triệu, trong khi phiên bản cao nhất WZX Wagon Tiến Sĩ có giá 2 tỷ lẻ 79 triệu. Trong tầm giá khoảng 2 tỷ đồng, Subaru WZX 2022 sẽ cạnh tranh với những đối thủ như BMW 3 Series giá 1 tỷ 899 triệu đến 2 tỷ 499 triệu, Mercedes-Benz C-Class giá 1 tỷ 669 triệu đến 2 tỷ 399 triệu, Audi A4 từ 1 tỷ 7 và sắp tới là Honda Civic Tiger dự đoán 2 tỷ.